Bột khổ qua ăn liền. Bột khổ qua ăn liền, sản phẩm của Hàn Quốc giúp ngăn ngừa các bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao, giảm cholesterol, tốt cho hệ tiêu hóa, giúp người cao tuổi mau hồi phục sức khỏe, rất dễ sử dụng, có thể trộn chung với salad, sữa, yogurt hoặc có thể hòa chung với bột làm bánh. Hộp 200g giá 25 Mỹ Kim, promotion mua 3 tặng 1, gọi ngay Vietface Mall 1888 314 3775, 1888 314 3775.